Cuối cùng sau nhiều tháng thảo luận cùng nhiều tin đồn xung quanh thương vụ bán mảng chip của Toshiba, Toshiba cũng đưa ra thông tin chính thức rằng hãng đồng ý bán lại mảng chip cho tập đoàn Bain Capital với giá 18 tỷ đô la. Trước đó đã có nhiều thông tin không rõ ràng về việc Toshiba đang xem xét bán lại mảng chip cho phía Western Digital và việc cạnh tranh của những người mua khác. Tuy nhiên vào đêm ngày 20 tháng 9, phía Toshiba đã đưa ra thông báo cuối cùng là đồng ý bán lại mảng chip cho Bain Capital, chấm dứt tình trạng nhập nhằng và thương vụ đau đầu diễn ra trong suốt mấy tháng qua. Giá bán chốt lại cho mảng sản xuất chip của Toshiba là 2.000 tỷ yên, tương đương 18 tỷ đô la Mỹ. Song nhiều chuyên gia cũng cho rằng thương vụ này của Bain Capital sẽ gặp nhiều khó khăn do những rắc rối về mặt luật pháp giữa công ty liên doanh Western Digital và Toshiba vẫn chưa được giải quyết. Tuy nhiên, phía Toshiba khẳng định rằng họ sẽ lo liệu những vướng mắc này, đảm bảo rằng thương vụ này sẽ diễn ra suôn sẻ. Toshiba cho biết, sau khi khấu trừ thuế, thương vụ này sẽ mang về cho hãng nguồn vốn 740 tỷ yên. Đây là bước đi quan trọng giúp Toshiba vẫn còn được niêm yết trên sàn chứng khoán, đúng theo như mục tiêu mà Toshiba đặt ra trước đó.